các bạn đã quay trở lại với bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Và trước khi bắt đầu với bản tin chính ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kiatisak gây sốc đưa ra quyết định chưa từng có ở V-League. Huấn luyện viên Kiatisak đã gây sốc khi bầu đến 4 đội trưởng cho Hoàng Anh Gia Lai tại mùa giải mới V-League 2021. Đây là quyết định hiếm có trong lịch sử giải đấu. V-League 2021 đánh dấu bước ngoặt mới của Hoàng Anh Gia Lai khi mang về bản hợp đồng bom tấn Kiatisak trên băng ghế huấn luyện. Sự trở lại của cựu danh thủ Thái Lan hứa hẹn mở ra một tương lai mới cho đội bóng phố núi. Huấn luyện viên Kiatisak tự tin trong năm đầu tiên sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai lọt vào top 3 hoặc top 4. Để thực hiện mục tiêu đó, huấn luyện viên Kiatisak đã bắt tay vào việc tái thiết đội bóng và xây dựng lối đội hình, lối chơi. Mới đây nhất, chiến lược gia này đã bầu ra ban cán sự cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2021. Theo tìm hiểu thì Kiatisak gây bất ngờ khi chọn đến 4 đội trưởng bao gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn. Đích thân vị thuyền trưởng này sẽ chỉ định cái tên phù hợp đeo băng thủ quân trong từng trận đấu. Việc bầu ra đến 4 đội trưởng là một sự thay đổi lớn với chính Hoàng Anh Gia Lai. Rất có thể nhà cầm quân người Thái Lan muốn tạo ra sự khác biệt, phát huy hết khả năng trách nhiệm của các cầu thủ và hơn hết là quy tụ sức mạnh đoàn kết để hướng đến một mùa giải V-League 2021 đầy khởi sắc. Ngoài việc bầu ban cán sự, huấn luyện viên Kiatisak cũng lựa chọn hai trợ lý huấn luyện viên là Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn. Cả hai trợ lý này cũng từng là huấn luyện viên tạm quyền của Hoàng Anh Gia Lai sau khi huấn luyện viên Lee Tae-hoon rời ghế nóng. Về cơ bản thì Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất các khâu để chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo kế hoạch, đội bóng phố núi sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 1 để công bố nhà tài trợ mới trước khi có trận đấu mở màn gặp Sài Gòn trên sân vận động Thống Nhất. Vượt Quang Hải và Tiến Dũng, Văn Quyết đoạt quả bóng vàng 2020. Văn Quyết là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng 2020 sau những cống hiến bền bỉ trong màu áo Hà Nội FC. Chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng 2020 đã được xướng tên, đó là tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC. Thủ quân của đội đương kim Á quân V-League lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu cao quý này sau 2 lần giành quả bóng bạc trước đó. Ở mùa giải 2020, Văn Quyết thi đấu không nổi bật như năm 2019, song có những đóng góp bền bỉ trong suốt chiều dài mùa giải, giúp Hà Nội FC đoạt cúp quốc gia, siêu cúp quốc gia và về nhì ở V-League. Văn Quyết là cầu thủ hay nhất V-League 2020 và cầu thủ hay nhất câu lạc bộ. Anh thi đấu đủ 20 trận với 1.746 phút và có 5 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1991 cũng được vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Quả bóng bạc thuộc về Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel, còn quả bóng đồng thuộc về Quế Ngọc Hải cùng khoác áo đội bóng áo lính. Bộ đôi trung vệ này đã chơi xuất sắc, giúp Viettel sạch lưới 5 trên 7 trận cuối mùa để bước lên ngai vàng V-League. Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như là nữ tiền đạo xuất sắc nhất, giành danh hiệu quả bóng vàng nữ. Huỳnh Như có 5 thi đấu rất thành công với cú đúp vô địch giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Không ghi bàn ổn định, Như còn trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Huỳnh Như vừa đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, vừa có vai trò kết nối lối chơi trong giai đoạn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển hóa mạnh mẽ. Cùng với Nguyễn Thị Tuyết Dung và Trần Thị Hồng Nhung, Huỳnh Như là cầu thủ nữ hiếm hoi giữ phong độ trong 5 năm qua. Danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng lần lượt thuộc về Phạm Hải Yến của Hà Nội 1 Watabe và Trần Thị Kim Thanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Danh hiệu cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ có màn ra mắt V-League thành công khi chiếm suất đá chính và ghi 4 bàn ở mùa 2020. Việt Anh cũng là chủ nhân của pha lập công duy nhất giúp Hà Nội FC hạ câu lạc bộ Viettel để vô địch cúp quốc gia 2020. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm gọi tên tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự của Hà Nội 1 Watabe, trong khi đó ngoại binh xuất sắc nhất năm là tiền đạo Bruno Cunha của Hà Nội FC. Ở hạng mục futsal, cầu thủ Nguyễn Minh Chí của Thái Sơn Nam đoạt quả bóng vàng. Minh Chí là cầu thủ lập cú đúp bàn thắng giúp tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng lịch sử 4-2 trước Guatemala ở World Cup Futsal 2016. Quả bóng bạc thuộc về Hồ Văn Ý của Thái Sơn Nam, quả bóng đồng futsal Nam thuộc về Phùng Trọng Luân của Sanatech Khánh Hòa. VFF giao nhiệm vụ lịch sử cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong buổi gặp gỡ báo chí phía Nam ngày 12 tháng 1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng truyền thông đã thảo luận về những kế hoạch và mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, đại diện của VFF và VPF đã có buổi gặp mặt báo chí khu vực phía Nam. Tại đây, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh. Ông Cao Văn Chóng chia sẻ, với sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã giúp bóng đá lan tỏa hơn đến cộng đồng, đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Nhân dịp Xuân Tân Sửu sắp đến, xin chúc các nhà báo, phóng viên thể thao sức khỏe, hạnh phúc, thành công và cùng góp sức đưa bóng đá Việt Nam vươn tới những thành công. Phía VFF đã có những trao đổi về nhiệm vụ của các đội tuyển quốc gia trong năm 2021 này. Cụ thể, đội tuyển bóng đá nữ có nhiệm vụ bảo vệ thành công trước huy chương vàng SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam cuối năm nay. Đội tuyển U22 Việt Nam cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tương tự. Và đội U23 với lực lượng nòng cốt là đội U22 sẽ phải có vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Về phía đội tuyển quốc gia nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng được giao chỉ tiêu vô địch AFF Cup, bên cạnh đó là vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây sẽ là những thách thức không nhỏ với huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Thực trạng hiện nay, các lứa trẻ không có nhiều tài năng xuất sắc do ít giải đấu cọ sát. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều lần than phiền về vấn đề này. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia thiếu tiền đạo giỏi trên hàng công và ông Park cũng muốn V-League có sự thay đổi để tạo điều kiện sản sinh ra nhiều chân sút xuất sắc hơn. Nếu năm 2021 này các giải đấu không bị hoãn do dịch Covid-19 thì tuần suất làm việc với các đội tuyển quốc gia sẽ dày đặc. Việc phân bổ, lập kế hoạch chi tiết để các cầu thủ vừa giữ được thể lực, đạt phong độ tốt, qua đó góp phần hoàn thiện mục tiêu mà VFF đã đề ra là bài toán nan giải với chiến lược gia người Hàn Quốc. Hiện nay đội tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Đến tháng 3 các trận đấu sẽ trở lại và dù dịch diễn biến ra sao thì AFC khẳng định sẽ hoàn tất giải trước tháng 6. Cơ hội đi vào lịch sử đang cận kề và hy vọng là thầy Park có thể làm nên chuyện ở đấu trường danh giá này. Huấn luyện viên Brazil Đặng Văn Lâm quá thiếu chuyên nghiệp. Trả lời chúng tôi, huấn luyện viên Aitor Dos Santos Silva cho biết việc Đặng Văn Lâm tự ý bỏ tập là hành động khó có thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp. Cựu huấn luyện viên Chiang Rai United Aitor Dos Santos Silva chia sẻ với chúng tôi, nếu cậu ta vẫn còn hợp đồng với Muangthong mà tự ý bỏ tập như vậy thì quả là hành động khó có thể chấp nhận. Điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp của Đặng Văn Lâm là chưa cao, nếu không muốn nói là quá thiếu chuyên nghiệp. Dẫu biết rằng còn nhiều nguyên nhân khác dẫn đến điều này, nhưng việc bỏ 2 buổi tập mà không được sự cho phép của ban huấn luyện là điều khó có thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong thời điểm này, Muangthong United FC vẫn đang tiến hành tập luyện theo kế hoạch, dù Thái League đã bị hoãn đến hết tháng 1 vì đại dịch Covid-19. Theo TrueID của Thái Lan, tối qua đưa tin, Văn Lâm đã không ra sân tập luyện cùng các đội kể từ đầu năm 2021. Thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam vắng mặt trong 2 buổi tập gần nhất của đội chủ sân SGC. Theo TrueID, Muangthong đã ra tối hậu thư với Văn Lâm là phải trở lại tập luyện cùng đồng đội từ ngày 12 tháng 1, nếu không thì họ sẽ đưa ra án phạt nặng với cầu thủ này. Trong thời gian gần đây đã có nhiều tin đồn chuyển nhượng liên quan tới Văn Lâm. Người đại diện Andrei Grusin tiết lộ Văn Lâm sẽ sớm đầu quân cho câu lạc bộ Cerezo Osaka, một đội bóng giàu truyền thống đang chơi tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League 1. Hợp đồng giữa Văn Lâm với Muangthong United có thời hạn tới tháng 11 năm 2021. Do Thái League lùi ngày thi đấu do đại dịch, các ngoại binh phải chấp nhận lùi thời gian hết hợp đồng tới tháng 5 năm 2022. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin bóng đá ngày hôm nay của Bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!